Đô-la thuê bồi có kế hoạch là quan trọng. Bên đang xem xét lối cho lúc nào. Đi sang nhé. Tiếng Anh, Đô-la tiếng thuê Anh. bồi mà ra sao? Có kế hoạch là sao? Là quan trọng mà ra đấy. Đang xem mà ra đang xem xét mà ra sao? Chưa lắc nào. Lớp nào? Nè, nè, nè. Tiếng Chưa Anh, lớp nào? lắc nào. Lớp Nè. nào? Bajima, anh Bajima, anh có. Nè, anh hát to. Tớ đang tập trung vào quản lý thời gian và đặt ra các mục tiêu rõ ràng cho bản thân. Nó đã giúp tớ giữ được sự tập trung và động viên. Nè, thủ dân. Tôi đang tập trung vào quản lý thời gian và tất là các mục tiêu lo lắng cho phân nhân thân. Nó đã giúp tôi giữ được sự tập trung và động viên. Na는 동변이라고 한것 같은데 왜 Công공변이라고 viên.나오지? 나는 똥변이라고 했는데 또당오 맞았어. 아닌데 또가 틀렸구나. 돈또 vào 달라요. quản lý. Achayo.또 틀렸어요. 또 Mục tiêu, các당 mục tiêu당 mà당 Achayo. tập trung 바오 Đó.관리 맞네. 또이잔 틀렸고 또이 또이잔 또이 또이 Thời gian, gian tắt tắt là tắt là các mục tiêu mà đặt thành đấy ra rõ ràng các mục tiêu mà child to rõ ràng paro cham cho ban ban nan ban tan nó sư giúp chuẩn và đồng viên sự tập trung tập trung sự tập trung tức là sẽ ok. tập trung. Nè, mà Lúc까지만 해요. Hey. Đi Đó đâu? là lựa chọn thông minh, mục tiêu rõ ràng và quản lý thời gian hiệu quả là các yếu tố chính của một chiến lược thành công. Ok, thành công. Thành công. Một chiến lược thành công. Hợp chưa? Thành công hợp chưa? Thành công. Thành công. Thành công. Nè, thành công. Nè. 다시 dollar 로정 동민 목표 조장 và quản lý thời gian hiệu quả là các yếu tố chính của một chiến lược thành công thành công. 어디 봅시다. 아 dollar 맞았어요 dollar. 놀라 루어 틀렸어요. 정민 Thông minh.정민 오케이. 뭐 네. 목표 아니에요. 조장 바 관리 오케이. 아 아닌데 관리 도이잔 또 틀렸네. 도이잔 토이잔 효과 các yếu tố chính của mục tiêu chế lắc thành công nè. 여기까지 해요. 수고했어요. 네. 네, 내일 공부해요. 나이마이 네이, 보세요. 네이 공부해요. 네. 네, 바이바이. 답변. 수고하셨어요. 네.